Mỗi một gia đình một bé nhỏ. Bé này mấy tháng rồi em? 2 tháng rưỡi. 2 tháng rưỡi. Bé tên gì em? Bồ. Đã, bồ hả? Bồ. Bồ. Bồ ơi. Bồ ơi con nín nè, con nín nè. Ý. Trời ơi mặt đẹp trai, mặt đẹp trai nha. Ôi trời, anh khóc, anh khóc. Gia đình quân số đông cả nhà. Để số bác đếm qua ra đây thì vô bé rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 bé rồi. Sơ sơ đây là 11 bé rồi. Mến chào cả nhà thân thương. Số mắc rất vui gặp lại cả nhà trong video tiếp theo ngày hôm nay. Chia sẻ về đời sống bà con Rắc Lây, họ ở trên những cái miền núi rất là xa xôi thuộc địa phận của tỉnh Ninh Thuận nha cả nhà. Hôm nay số mắc lại quay trở lại một hoàn cảnh gia đình hết sức là đặc biệt và rất là khó khăn, mà tập kỳ trước số mắc tình cờ đi ngang qua cái chân núi thì mình thấy gia đình của họ đang nấu cơm và có rất là nhiều bé nhỏ cả nhà. Gia đình tập trước mà Sung Quắc quay chia sẻ gửi đến cái hình ảnh của họ, gửi đến cả nhà, đó là gia đình của chị Gáy và anh Huân. Hai anh chị có 6 người con và họ cũng rất là khó khăn luôn cả nhà. Thì ngày hôm nay quay trở lại, Sung Quắc chia sẻ tiếp tục đến cả nhà hoàn cảnh của người chị. Chị cũng ở đây thì cuộc sống của họ rất là khó khăn. Có mấy chị em tập trung trong những cái căn chòi nhỏ ở chân núi. Ở đây thì họ không có trồng trọt được cái gì cả nhà. Hình như là họ đi làm rẫy thôi và đi làm cà phê thôi. Thôi bây giờ số mắc mời cả nhà vào trong tìm hiểu hoàn cảnh của chị gái, của chị gái xem như thế nào cả nhà nhé. Đây là toàn bộ những cái căn nhà của họ này. Những cái căn nhà kiểu như nhà tạm thôi cả nhà. Họ dựng lên họ ở đây. Họ không có nhà cho nên là họ dựng như vậy, họ ở trên núi. Ở đây có mấy chị em đang nấu bữa trưa này cả nhà. Chào chị, chào mấy em nha. Rồi, chú chào các con. Chưa, cho anh đẻ nhờ cái này đây tí. Nắng quá. Ở đây nắng quá chị ha. À, hôm nay là mình lại làm củ mì. Cho em đeo này cho chị chút xíu nha. Chị ơi, chị tên gì? Chị tên Ái. Chị Ái hả? Ừ. À, chị là chị của chị gái hả? Không, em. Em của chị gái. À, chị có mấy người con? 4 đứa. 4 đứa. Ừ. À, trai gái? 2 trai 2 gái. 2 trai 2 gái. Quay ra đây tí đi ha. Bé này là con của chị luôn hả? Ừ. Mà chị năm nay bao nhiêu tuổi? 24 tuổi. 24 tuổi. Chồng bao nhiêu tuổi? 30 tuổi. 30 tuổi. Như vậy là nhỏ hơn Xuân Mắc nha cả nhà. Xuân Mắc gọi hai vợ chồng bằng em ha. Bé đang ngủ đây nè. Là con thứ mấy của em? Cuối cùng. Thứ tư là bé út đúng không? Ừ. À, rồi có đẻ thêm không? Không. Không. Hết nội rồi. Hết nội rồi hả? Ừ. À. 4 bé. Bé đầu của em là bao nhiêu tuổi? 7 tuổi. 7 tuổi. Đây là con em luôn hả? Dạ. À. Chú chào con nha. Chào chú. Con chào chú. Ờ, ngoan quá. Con tên gì? Con tên Lanh. Lanh. Trời, hèn chi Lanh quá. Qua đây ngồi cho chú tí coi. Bé rất là lanh và ngoan nữa cả nhà. Con đói bụng chưa? Đói bụng rồi hả? Sáng giờ ăn gì chưa? Chưa ăn. Chưa ăn. Ủa đây nhà mình là sáng mấy bé không ăn gì hết hả em? Đợt trước anh quay anh cũng nhà chị em ấy. Sáng là cho mấy bé ăn dừa. Dừa ở đây là mình hái dừa vòng vòng đây mình cho các bé ăn hả? Dạ. Ờ. Dừa mình trồng hay tự mọc? Mình trồng. Mình trồng. Trồng để lấy cái ăn hả? À, trồng dừa. Trồng dừa để lấy cái ăn với lấy nước uống em hả? Dạ. À.
Còn cái củ mì này là mình cũng trồng hay sao em? Trồng chứ. Trồng luôn. Mình trồng mình lấy cái anh thôi đúng không? Dạ. Có bán không? Không. Không bán. À. Trồng đủ anh thôi, qua ngày thôi hả? Chồng em đi làm gì? Chồng em không đi làm được. Không đi làm được hả? Bị mới mổ. Mới mổ hả? Chồng em bị gì mổ? Bị cục bướu. Cục bướu hả? Dạ. Bướu lành hay bướu gì? Bướu gì em biết không? Bướu dương tính. À. Rồi mổ chưa? Mổ rồi. Mổ rồi. Bây giờ là đang ở nhà hay sao? Không, đi chăn dê mổ, mổ lúc tháng 12 á. À, đi chăn dê. Mà dê mình nuôi hay sao em? Chăn nuôi của người ta. Chăn dê của người ta hả? Rồi chăn dê vậy là họ trả công hay sao em? Trả công. Trả công. Trả công cho chồng em một ngày đi chăn dê là họ trả theo ngày hay sao? Theo ngày. Theo ngày. Một ngày 100. Một ngày 100. Dạ. À, theo ngày là một ngày được 100. À, đi chăn dê mướn cả nhà. Một ngày được 100. Vậy là một tháng được 3 triệu hả? Dạ. Làm nguyên tháng ngày nào cũng làm hay sao em? Chủ nó lên rồi thì mình khỏe chăn, chủ nó đi đâu thì mình chăn. À, chủ lên là mình không có chăn nữa. Dạ. Là chủ coi. Dạ. Rồi chủ khi nào chủ đi rồi mình mới chăn. Dạ. Chăn cho họ thôi hả? Dạ. Có đều không em? Dạ. Có đều việc không? Dạ không. Không đều hả? Dạ. Chồng em chăn dê như vậy là lâu chưa? Không, mới đây à. Mới đây thôi hả? Dạ. Rồi hồi trước là làm gì? Thì mua phải nằm ở nhà. Không, hồi lúc mà chưa bị bướu á. Chưa bị bướu thì đi Lâm Đồng. Đi Lâm Đồng. Vậy là cũng đi hái cà phê hả? Có. À. Rồi những cái công việc hàng ngày của vợ chồng em như vậy là có đủ chi phí mình sinh hoạt gia đình nuôi con không? Dạ không. Không hả? Dạ. Có phải vay không em? Dạ không, em không có vay. Không có vay? Dạ. Rồi có khi nào mà hết tiền thiếu rồi gia đình không có xoay sở được không? Thì ăn bậy bạ giống vậy. Ăn bậy bạ giống vậy hả? Dạ. Ăn qua ngày vậy thôi. Lúc dạ. nào làm có tiền rồi mới tính tiếp. Dạ. Rồi bây giờ chồng em đang đi chăn dê ở đâu sao? Bên này. Ở bên cái rẫy bên kia hả? Dạ. À. Mấy giờ về? Thả nguyên ngày luôn. Thả nguyên ngày luôn? Dạ. Chiều mới về? 3 giờ hoặc 2 giờ chợ là dắt dê vô chuồng. À, ô cái củ mì này anh thấy nó hư nhiều em hả? Ăn được. Ăn được hả? Ừ. Nó hư như vậy là mình bỏ đúng không? Cái lấy cái bỏ. Bên ngoài mình ăn thôi đúng không? Dạ. À. Cái này là mình nấu riêng hay là nấu với bắp? Nấu với bắp. Nấu với bắp. Tại vì không có đậu là mình bỏ cái này vô cho nó nhiều. À, không có bắp. Không có đậu á. Không có đậu. Ừ. Là mình bỏ thêm cái này vô cho nó nở, nó ăn cho nó no đúng không? Ừ. Cái củ này em gọt anh thấy nó cũng khá là già rồi nè. Đúng không? Già nhưng mà ăn được. Ăn được. À. Rồi các con của em là ăn cái này luôn hả? Còn con em ăn cơm. Ăn cơm. Nhà còn gạo nhiều không em? Ít. Ít hả? Còn mấy ký gạo? 4-5 ký. 4-5 ký. Có tiền mới mua tiếp hả? Dạ. À. Con tên gì? Ánh. Ánh, con tên gì? Bé tên gì em? Bi. Bi hả? Nhưng mà ngăn của em nhỉ? Thường quá. Đây là cái căn dạ. nhà của em luôn đúng không? Dạ. Nhà mẹ. Nhà của mẹ hả? Ở chung với mẹ. Ở chung với mẹ hả? Dạ. Rồi cô đâu rồi? Mẹ đi nhập viện. À, mẹ à. Chưa gan. Đây là bữa trước xuống mắt quay mà quên. Cô nhập viện ở ngoài Phan Rang. Hai chị em á cả nhà. Mẹ điều trị ở ngoài đó chi phí nhiều không em? Không, bệnh viện tự lo. Mình chỉ mua sữa hoặc là mua trái cây cho mẹ ăn thôi. À, bệnh viện lo. Rồi mình mua đồ ăn cho cô thôi ha. Mua sữa, mua trái cây. À. Chứ không có mất tiền. À. Tu la cho niềm cỡ nè. Em làm xong chưa? Giờ đi nấu đó đúng không? Rửa xong mà nấu ha. Phải cắt ra từng nhỏ nhỏ nhỏ. À, sắp ra nhỏ nhỏ. Hồi nãy xuống mắt thấy cũng nhiều quá cả nhà. Em gọt lại á.
Còn có nhiều đây à? Mà ruộng cơ. Chú hỏi này. Con ăn mì không? Ăn mì gói không? Ăn mì gói, chú tặng mì gói con ăn nha. Con ăn mì không? Ăn mì không? Có luôn hả? Đẹp trai quá ta. Rồi mấy bé bên này là em con của... Con của chị hai, chị hai đi nuôi mẹ rồi. À, đi nuôi cô, đi chăm cô trên bệnh viện hả? À, chị hai em bao nhiêu tuổi rồi? Chị đầu hả? Dạ, sinh năm 82. 82? À, 82 là lớn hơn số mắt cả nhà. Rồi mấy chị em bên này là... Là cháu á. Cháu hả? Con của chị hai không á. À, cháu con của chị hai. Dạ. Chị hai lớn tuổi, có mấy hai bé này là con của chị hai đúng không? Dạ. À. Dạ. Mình phải cắt kẻ ra nhỏ xíu vậy em hả? Dạ. Đông quá. À, đông quá, số mắt cũng không nhớ bé nào con của chị gái. Đúng. À, có bé Hưng nè, bé Hưng con chị gái nè. Đông quá không nhớ. Sao bé này giống nhau quá ta? Không giống. Giống không? À. Từ ở bên. Đi qua đây coi mấy chị em làm gì bên này. Vậy mình ạ ổ. Hai bé này nhỏ như nhau luôn cả nha. Hai cu này là nào anh nào em? Mẹ anh. Sao giống y nhau à? Cậu cháu mà. Ồ. Đó, cậu cháu hả? Dạ. Hai là cậu hay là cháu? Giống y nhau. Cậu. Còn đây là cháu. Lớn hơn mà lại là cháu hả? Lớn hơn có xíu thôi. Cũng ngang ngang nhau. Ở cái chân núi này là gia đình mấy chị em tập trung ở đây hết hả? À, ở trong mấy cái căn nhà đây thôi hả? Ở đủ không em? Chật. Anh thấy đông á, mà sao có mấy cái nhà? Chật. Nhà nào cũng nhỏ hết trơn. Chật lắm hả? Dạ. Ở đợt trước anh có đi vô một cái canh chòi bên này nè, cái canh chòi nhỏ bên đây. Anh thấy có cái giường á, nó sập hết rồi á. Cái giường đó mình vẫn nằm hả? Có cái giường mà có những cái vách tre rồi đó. Nó, dạ, nó, vẫn còn nằm. Nó rách, nó sập khá là nhiều luôn á. Dạ. Thường quá. Em đang làm cái gì? Nhặt đậu hả? Dạ. Đậu này là mình trồng luôn hả em? Dạ. À, trồng gần đây ha? Dạ. Cái rau bên này đang làm là rau gì bé? Không biết tên. Rau này rau gì? Chùm ngây. Chùm ngây hả? À, rau chùm ngây. Ôi, nãy chăm thầu. Câu thầu. Cái rau chùm ngây này á, ở xuôi á, nó cũng có cả nhà. Nhưng mà... hình như cái lá, xong mới thấy là cái lá nó bự hơn cái lá ở đây. À, các con giữ trật tự cho chú coi. Chú cho anh đòn hết bây giờ. Giữ trật tự coi các bé ơi. Nghịch quá rồi. Các bé nhỏ nhiều khi chơi đùa cả nhà. Hơi ồn tí cả nhà thông cảm nha. Ở đây cái lá nó rất là nhỏ do trên núi cả nhà. Cái lá này thì mình nấu món gì em? Nấu canh. Nấu canh? Dạ. Nấu canh với gì? Nấu với đậu. À, nấu với đậu? Dạ. Rau với đậu thôi hả? Dạ. À. Nói mình sẽ em thế nào đi. Ông ơi nhỉ, dựng bị buộc. Bác. Ông ơi nhỉ.
Bây giờ là khoảng 10 giờ 30 cả nhà. Chắc là mấy em nấu xong là gia đình cũng ăn trưa luôn. Nô mẹ mẹ nô mẹ. Ý nhờ. Hôm nay chắc là Xuân Mắt nghĩ là mình sẽ gửi quà cho gia đình sớm để nấu cơm luôn cả nhà. Hôm nay anh có mang theo cá. Nếu mà có cá thì em có nấu canh với cá không? Có. Nấu canh với cá hả? Dạ. Canh này nấu với cá được không? Dạ được. Được hả? Dạ. Anh có mang theo cá cơm. Cá cơm khô mình nấu được không? Dạ được. Được đúng không? Dạ. Chắc là Xuân Mắt sẽ gửi một cái phần quà cho gia đình em luôn. Để mấy chị em nấu cơm. Ăn với các cháu cả nhà. Ủa cái này mình lấy hạt thôi hả em? Dạ không, cái già thì mình lấy hạt thôi. À cái già mình lấy hạt thôi. Dạ. Cũng được có ít à cả nhà. Để Xuân Mắt đi lui ra đây quay cho cả nhà xem nè. Ở đây nó rất là nắng luôn. Thường các bé nhỏ không có chỗ mát để mà chơi. Bé nào cũng chút xíu thôi. Năng động nhưng mà ngoan lắm cả nhà. Bây giờ anh Đồng anh sẽ đưa cái phần quà vô nha cả nhà. Ở đây là khu vực chân núi á, cho nên là xe chạy vào đây được. Chứ mà khi đi lên cái núi cao á, là mình không có đi xe lên được cả nhà, phải khiêng lên. Bây giờ anh Đồng anh sẽ mang vào cho gia đình nha. Rồi em ơi, hôm nay anh tới thăm gia đình em. Anh mang theo một phần quà gửi đến gia đình nha. Hai thùng mì. Một ký cá ngừ khô anh gửi cho em nha. Giữ trật tự cho chú xem. Không à, chú không tặng quà đâu nha. Rồi, chú tặng con này. Một ký cá cơm khô. Ừ. Ngoài ra thì anh gửi đến gia đình hai chai nước tương ha. Hai chai nước tương. Hai chai dầu ăn. Rồi cho chú mượn nè, chú để đây nè. Chú để đây nha. Hai chai dầu ăn. Ba bịch muối em nha. Rồi anh để tạm đây đi ha. Ba bịch muối, hai bịch bột ngọt nữa nha. Rồi, phần quà tiếp theo đó là 10 ký gạo. Rồi, anh để đây luôn. Đây là cái phần quà của Mạnh Thường Quân. Ngày hôm nay anh mang tới, anh gửi đến gia đình. Đợt trước thì anh cũng gửi cho gia đình chị của em á, một phần. Ngày hôm nay anh gửi thêm cho em một phần nha. Tại vì anh thấy gia đình mình ở đây á, mấy chị em ở đây cũng cuộc sống cũng khổ, khó khăn, đông con nữa. Nên thôi anh gửi một phần quà cho các bé, cũng như là cho gia đình mình luôn em nha. Cả nhà thân thương, thì cái phần quà này Xuân Bắc sử dụng cái số tiền của chị Kiều Nhan. Cùng các anh chị Mạnh Thường Quân ở dưới miền Tây, chị có gửi cho Xuân Bắc nhờ mua những cái phần quà gửi đến bà con khó khăn miền núi. Xuân Bắc cảm ơn tấm lòng vàng của chị Kiều Nhan cũng như là các anh chị Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Cảm ơn cả nhà đã luôn yêu thương, ủng hộ cũng như là tin tưởng kênh Xuân Bắc Vlog để cho anh em chú cháu Xuân Bắc có cái cơ hội đi lên những cái miền núi như thế này, chia sẻ những cái hình ảnh về đời sống bà con miền núi gửi đến cả nhà. Hôm nay là hoàn cảnh của em nói lại tên anh. Em Ái. Đó, thì Xuân Mắt chia sẻ cái hình ảnh của gia đình em lên trên màn ảnh nhỏ để cả nhà xem và biết qua cuộc sống của họ nha cả nhà. Em cảm ơn Mạnh Thường Quân giùm anh cái nha.
Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Em cảm ơn Mạnh Thường Quân đã cho em phần quà. Em rất cảm ơn. Rồi. Thôi bây giờ có cá rồi, em mang vào em nấu cá gia đình mình ăn nha. Nấu canh với cá này. Thương lắm cả nhà. Mấy chị em cũng như là gia đình các cháu á, chị ăn bắp trộn với củ sắn này, rồi đậu trộn với rau. Ăn không vậy thôi, không có cá, có thịt gì hết cả nhà. Nhất là các bé thì ăn cơm. Các bé ăn cơm với gì em? Con khi ăn cơm với muối. Ăn cơm với muối. Ăn cơm với muối thôi cả nhà. Buổi chiều thì được ăn ốc. Buổi chiều bắt ốc hả? À, bắt ốc ở dưới suối hay đâu? Ở dưới ruộng. Dưới ruộng, à. Bắt ốc ăn, buổi chiều có ăn ốc. Thường quá. Rồi thôi em ơi, em nào nấu canh đâu rồi? Ủa, sao lại có cái lá này nữa? Có, nó trụng luôn. Cái lá này ăn luôn đu đủ hả? Dạ. À. Nó trụng với canh đó luôn. Nấu chung với canh luôn. Là lá đu đủ. Nấu với lá chùm ngây. Với đậu. Với đậu. À, nấu chung luôn. Ở đây mấy chị em ăn cả lá đu đủ nữa nè cả nhà. Có cả bông đu đủ trong này nữa nè. Đó. Họ ăn như vậy đó. Hôm nay nấu cơm anh ăn mới được không? Dạ được. Được ha. Dạ. Rồi, đi nấu cơm nha. Cá đây em ơi. Em nấu cá nào? Cá này hay cá này? Nấu cá này. Cá này ha. Nấu canh với cá này hả? Dạ. Cá này nướng ăn luôn nè. Cá này để dành. À, ăn dành này. Cái cá này á, lúc nào em ăn thì em lấy ra. Còn ví dụ như em để dành á, em để lâu á, thì lúc nào nắng to em mang ra em phơi nha. Cái cá này nè, mang ra phơi. Còn cái cá này á, khi mà anh mua là anh đã phơi rồi. Anh đã phơi rồi thì em có để lâu thì em phơi lại cũng được. Còn không thì mình để lại mình ăn cũng được nha. Nhưng mà mình để lâu thì mình cứ phơi đi cho nó chắc em nha. Nó khô. À, cả nhà thân thương, bây giờ mình xem em vào nấu cái món canh. Ngày hôm nay của gia đình như thế nào nha cả nhà. Và xem bữa cơm của họ. Họ ăn một cái bữa cơm hàng ngày như thế nào. Đây là cái nguồn nước mà gia đình của mấy chị em lấy nước sinh hoạt ở khu này. Mình nấu nướng là mình lấy nước này luôn hả em? À, nước này chảy trên suối về hay sao ta? Số mắt cũng chưa biết cái nguồn nước đó nó chạy từ đâu về. Em đang nấu canh. Đang lấy nước nấu canh. Còn chai dễ thương quá. Cắt cái lá đu đủ ra hả? Rồi, quậy rồi. Coi như cái lá đu đủ bây giờ bông hay lá gì mình cũng cắt ra hết em ha. Dạ, bông không cần phải cắt. À, bông không cắt. Em anh hỏi xíu, cái nguồn nước sinh hoạt của mình đó ở bên ngoài á, là mình cái nước đó nó chạy ở đâu về em? Ở trên lòng hồ. À, trên lòng hồ về. Yeah.
Nước đó là mình sử dụng mình nấu ăn, dạ, làm nước uống luôn hả? Dạ không, nước uống thì mình ra ngoài suối mình múc, nó sạch à, hơn. Nước suối ra ngoài múc, dạ, nó sạch hơn ha? Dạ. Từ đây mình ra suối lấy nước xa không em? Dạ, cũng xa lắm đó. À. Mỗi lần mình đi là mình xách can nước đi mình lấy hả? Dạ. Trời ơi, con chừng té con trai ơi. Leo lên tới trên đó luôn. Mẹ mẹ điệu không chịu ha, mẹ điệu không chịu. Đòi leo lên trên đó mới chịu. Cũng ngoan mà cũng nghịch dữ em ha. Nghịch lắm. Coi chừng té con ơi. Chưa pin pin nữa chứ. Lái xe nữa cho trời. Nè, cả nhà coi bé lái xe này. Con lái xe gì đó? Lái xe sọt bát chén đi đâu đó? Hả? Con lái xe sọt bát chén đi đâu? Đi bán hả? Thầy thường. Bình thường là nghịch vậy đó, mà sao bắt hỏi tới cái là hiền lắm. Ngoan. Hôm nay là tập thứ hai sẽ mất quay rồi, mình thấy các bé của gia đình bé nào cũng ngoan cả nhà. Những bé mà lớn một xíu á, dạ thưa rất là ngoan luôn. Thấy thương các bé. Mình cắt cái lá đu đủ xong mình mang đây mình rửa hay em? À, rửa xong bắt đầu mình vào mình trộn với cái rau kia là mình nấu. Có cả bông luôn. Cái này mình nấu một nồi canh vậy là gia đình mình ăn hết ha. À. Anh nghĩ là mình làm như này nó cũng đỡ đắng hơn em này. Ừ. Khi mà mình trộn với những cái rau khác á, nó giảm cái vị đắng của lá đu đủ đi ha. Cái nước này là cái nước chảy ở lòng hồ về cả nhà. Gia đình em sử dụng cái nước này để sinh hoạt luôn. Còn nước uống thì sẽ đi ra suối lấy nước uống. Nó sạch hơn. Em ha? Dạ. Mém sụp hố luôn. Xung quanh đếm thì ở đây là 1, 2, 3. Có 3 căn nhà thôi. À, nhà tạm sập sệ họ dựng lên họ ở cả nhà. Em cho cái lá đu đủ vào trước hả? À. Rồi cá là mình bỏ vô lúc nào? Bỏ lá đu đủ rồi không cần phải bỏ cá nữa. Không bỏ cá hả? Dạ. Không nấu cá hả? Dạ, không nấu cá nữa. Cá để dành hay sao? Dạ. Trời ơi, để dành luôn cả nhà. Ủa sao mình không nấu ăn đi em? Dạ, bữa nay có canh đu đủ ăn rồi, lá đu đủ ăn rồi. Nên là cá chiều để dành ăn chiều. Ăn chiều? À. Có cá rồi mà mấy chị em cũng không dám ăn cả nhà. Có lá đu đủ ăn mà không nấu cá. Ăn không mà. Đây là lá đu đủ em cắt ra nha cả nhà. Cắt ra còn có cái bông đu đủ ở trong kìa. Là cái canh này mình sẽ ăn với bắp và củ mì em ha. Anh chào em nha. Mới đi làm về luôn hả em? Cái này mình bắt đầu rửa củ mì để mình nấu em ha.
cái hồi nãy cái bắp anh thấy là nấu rồi này. Dạ. Bây giờ cái này là mình nấu này chín xong mình trộn chung hả? Không, trộn luôn. Trộn luôn, nấu chung luôn. Bây giờ mình trộn chung với cái nồi bắp hả? À, nấu lại nửa tiếng nữa. Một nồi như vậy gia đình mình ăn đủ không em? Đủ. À, ở đây họ không có gạo ăn nha cả nhà. Gạo có chút xíu á, thì để lại cho các bé nhỏ. Còn mấy chị em trong nhà đó ăn bắp với ăn củ mì thôi, củ sắn thôi cả nhà, với lá đu đủ, canh lá đu đủ. Sơ mắt có gửi cá cho gia đình nhưng mà cũng không có nấu ăn cả nhà, họ để dành. Ủa em, anh thắc mắc á, sao mình không có bỏ cá vô đây mình nấu mà lại phải để dành? Cái này là đắng lắm, không bỏ cá nhưng mà bỏ cá vô là không có ngon. À, có nghĩa là canh này không có nấu cá được, nó đắng quá. Cá thì mình nấu món gì em? Lá giang. À, nấu lá giang, nấu canh chua. À, các con ăn cơm hả? Đây là bữa cơm gia đình của mấy chị em nha cả nhà. Hôm nay Sô Mắc mang tới cá khô, thì có nấu cá khô cho các bé ăn nữa. Ăn cơm với cá, với canh lá đu đủ và một nồi bắp với củ mì. Ăn cơm thôi. Ngon con. Thường quá. Mẹ cho bố cái hạt bán này. Thử mẹ dạy dạy được vô rồi. Trộn trộn lại cho lộn. Đó, củ mì trộn vô đây này cả nhà. Cái này là chỉ vậy mình múc mình ăn thôi em ha. Ngon không con? Ngon không? Ngon ha. Hôm nay có cá ăn ngon ha. Con ăn cá ngon không? Ngon ha. Gật đầu. Gia đình quân số đông cả nhà. Để số bác đếm qua ra đây thì vô bé rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 bé rồi. Sơ sơ đây là 11 bé rồi. Gia đình mình vô ăn luôn đi em. Em vô ăn luôn đi. Vô ăn trưa đi. Cả nhà thân thương, như vậy là đây là những cái hình ảnh mà Sô Mắc truyền tải về cuộc sống của người đồng bào Đắk Lây miền núi. Đây là một hộ gia đình có rất là nhiều bé nhỏ và cuộc sống của họ cũng rất là khó khăn nha cả nhà. Sô Mắc ghi hình lại và đăng lên trên kênh để cả nhà theo dõi và biết đến cuộc sống của họ nha. Gia đình đang tập trung ăn rất là đông vui luôn cả nhà. Rồi các con trả lời cho chú ơi, hôm nay có cá ăn ngon không? Trả lời to nha. Có ngon không? Dạ, ngon. Ngon. Rồi thôi cả nhà thân thương, Sô Mắc xin phép được kết thúc video ở đây nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Chia sẻ về đời sống bà con miền núi.
Cả nhà có yêu thương thì nhớ đăng ký kênh, theo dõi video, ủng hộ cho Sơn Bắc nha. Cảm ơn cả nhà yêu thương rất là nhiều luôn.